Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe thương hiệu Beton, sườn nhôm, dây đi âm sườn. Con xe này sườn nam, rất là đẹp chất, zin toàn bộ luôn. Bây giờ mình quay cận cảnh từ đầu mình giới thiệu cho nó cho dễ. Đây, bộ đầu của nó nguyên bản của nó như thế này, bao tay còn nguyên bản luôn, Beton luôn. Đấy, ghi đông hình cánh cung rất đẹp nhé. Con xe này thì xài đùm 3 số, 3 số trong này. Xe còn khá mới. Đó. Đây, bao tay này còn chữ Beton luôn nhé. Đây, Beton này. Đó, bắt nét, tự động bắt nét đây đó. Đây, đây nó có cái ấy treo đồ và bắt đèn này. Cái gọng này nhiều công dụng nhé, các bạn có thể bắt đèn, treo đồ, bắt chuông hay bắt cái gì cũng được tùy các bạn. Thương hiệu Beton đây. Đèn Beton rất đẹp. Đây. Đấy, đèn Beton, các bạn nhìn đèn Beton này. Cực kỳ hoành tráng luôn. Đây, quay nghiêng đầu cho các bạn nhìn. Quả đèn này, đó, rất chất. Lát mình test cho các bạn xem. Con xe này nguyên bản là nó xài, tuy là cái đùm mấy nhưng mà nó xài cái đùm phát điện Sanyo của Nhật nhé. Đó, xe nó như thế này. Vành nhôm, căm zin, căm chì, xịn sò của Nhật luôn. Đấy, căm này không rỉ luôn. Nó cứ màu nó như vậy đó. Rồi đây. Đó, sườn cực chất luôn, không tì vết, rất đẹp. Đó, đây. Đây các bạn nhìn thấy sườn rất đẹp. Nó mắt nét cho nó lên đúng màu của nó. Rồi đây, con xe này nó cũng bị cái tem Nhật nó cũng bị tẩy nha các bạn. Đây, những cái con mà nó còn đẹp còn mới này thì thường thường cái tem sẽ bị xóa như thế này. Thì các bạn biết cái xe này như thế nào rồi. Xe này thì người Nhật thì tuy rằng ấy, chứ người ta nó còn xe còn đẹp này người ta chưa có bỏ đâu. Đấy, con này nó bị trộn vào hàng bãi là ngoài ý muốn thôi. Đây, bạn nhìn này, xe rất đẹp. Đấy, đây, các cái ấy còn nó còn sáng choang này. Cái nước ấy còn sáng bóng này. Đấy. Đây. Sườn đây. Đùm 3 số nhôm nhé. Đùm đời cao nhất bây giờ đó. Gia Băng sản xuất. Đó. Đây. À, ga xịn sò luôn. Yên chính hãng Beton. Yên lành không tì vết luôn. Đây, đấy, để bắt nét cho các bạn xem. Đây nhé. Ánh sáng này rất tốt. Để mình xoay các kiểu cho các bạn xem. Không tì vết luôn. Con xe này đẹp lắm. Đây, sườn bên này cũng vậy nhé. Sườn bên này mình khẳng định là đẹp hơn cái mặt mình quay luôn. Thiệt. Đây, các bạn nhìn này, nó vướng cái này cho nên mình không có gói được. Thôi đây, kể cả cái yên này nhé. Ánh sáng này, này yên đây, cực chất luôn. Đó. Mình bắt một cái đoạn, mình đang bắt cho nó lên cái đoạn nào sơn cho nó thiệt chuẩn màu bên ngoài cái. Để các bạn cảm ok đây, màu thiệt của nó đây. Đây. Đấy, màu bên ngoài là nên như thế này, chuẩn luôn. Rồi ok. Bây giờ mình con xe này là mình trong lúc bắt máy mình giới thiệu luôn nhé. Con xe này là size ông đứng 43, size nhỏ. Các bạn nữ chạy ok. Bạn nam thì
chạy quá tốt rồi. Các bạn nào có cái chiều cao khiêm tốn thì các bạn thông cảm nhé, mình hạ cái chân máy để mình test cái đèn, tại cái đèn này nó hơi cao, các bạn thông cảm trong lúc mình hạ chân máy thì cái máy nó đang quay ở đâu mình không biết luôn đấy. Đó, ok, hoàn tráng rồi. Quay lại đây, chĩa lại đây chốt. Rồi, đây các bạn nhìn cái này nha. Đèn này đèn chính hiệu Beton luôn. Đó. Ok. Tóm lại đèn sáng ha. Rồi, chớn con này cái coi. Đấy, mình gá cái chân nó cao lên cho nó dễ nhìn. Ok, không vướng rồi. Chân của nó đấy, nó ngon lắm. Rồi, mình con xe này thì mình chạy test thử rồi. Chạy mượt 3 số luôn. Mình xin nhắc lại lần cuối trước khi kết thúc video là con xe này sườn nhôm, dây đi trong sườn, đùm 3 số trong, đùm đời cao. Size ông đứng của nó là size 43. Tính từ tâm trục giữa lên tới hết phần ông đứng là 43. Đó, thì bạn nào thấy vừa size xe này thì liên hệ với mình. Thường mình nói luôn nhé, cái đùm 3 số mà sườn nữ thì rất rất nhiều luôn. Các bạn có thể ở đâu cũng thấy, nhưng mà cái sườn nam mà đùm 3 số thì mình khẳng định là cực hiếm. Có xe này là cực hiếm luôn, thiệt. Mình bán có đấy là hàng trăm hàng ngàn cái xe đùm 3 số rồi, nhưng mà cái đùm xe mà sườn ngang này thì cực hiếm luôn. Đó, chính vì vậy cho nên là bạn nào mà có ý sưu tầm hoặc là mua chạy thì nếu thấy ok thì gọi ngay cho mình. Số 0939086797 nhé. Còn bây giờ mình xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.